Ngài đã rất dũng cảm và trị tội những cái kẻ càn quấy. Xong rồi Ngài lại tự mang gông vào cổ của mình để về kinh thành thời chủ Nguyễn Phúc Khoác và xin được nhận tội của mình. Mình chào quý vị đã quay lại cánh tim bê dấu xưa của Trương Đề. Trương Đề đang đứng giữa một cái cánh đồng bạc ngạc bao la, mênh mông, là một cái cánh đồng ruộng tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hiện giờ Trương Đề đang đứng phía trước mặt của ngôi lăng mộ của Ngài Quang Tùng Phụ Đặng Đại Độ. Ngài Quang Tùng Phụ Đặng Đại Độ là một vị quan thanh liêm. Ngài đã rất dũng cảm và trị tội những cái kẻ càn quấy. Xong rồi Ngài lại tự mang gông vào cổ của mình để về kinh thành của cái thời chủ Nguyễn Phúc Khoác và xin được nhận tội của mình. Nhưng không ngờ khi Ngài đã về đến kinh thành tấu lên với chủ Nguyễn Phúc Khoác thì chủ Nguyễn Phúc Khoác đã không trị tội của Ngài và thăng lên cho Ngài những cái cấp bậc cao hơn nữa. Và đó là một cái vị quan rất hiếm có trong cả các triều đại. Và hôm nay Trương Đề đã tìm đến đây để quay lên cái nơi yên nghỉ của Ngài, để đến cho quý vị biết thêm một phần nào nữa cái cuộc đời của một vị quan thanh liêm trên mảnh đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình này. Xin mời quý vị hãy cùng đi vào bên trong. Mình chào quý vị. Nơi mà Trương Đề đứng đây là tất cả xung quanh là một cái cánh đồng ruộng. Và giờ này là cái thời gian mà bà con đã gặt hái và thu hoạch ruộng lúa rồi. Và tiến vào ngôi lăng mộ của Ngài. Thì ngôi lăng mộ của Ngài được trùng tu lại một cái thời gian gần đây. Và xung quanh đều làm là bằng những cái chất liệu đá xanh. Vào đây có một bức bình phong cũng đang còn là rất mới. Tiến vào đây nữa chúng ta thấy xung quanh thân của lăng mộ thì làm hoàn toàn là bằng chất liệu đá xanh. Ở giữa thì có cái tấm mộ của Ngài. Bên trong có ghi là Thống Sai Tuần Hành Ngũ Phụ Lệnh Đức Hầu Đặng Đại Độ 1729 ngày 2 tháng 11 1765. Ngài Đặng Đại Độ là một vị quan thanh liêm, quê ở huyện Phong Đăng, nay là huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc cái dòng họ nổi tiếng về văn học. Cha của ông là Đặng Đại Lược 1690-1764, từng làm việc ở văn chức viện thuộc Hàn Lâm trong triều đình Chúa Nguyễn, rồi làm kỷ lục dinh bộ chính, cai bà dinh Quảng Nam. Sách Đại Nam Liệt Truyền của Quốc sứ quán Chúa Nguyễn chép rằng Đại Độ có tiếng học giỏi, đỗ khoa thi hương tiếng, được bộ văn chức, cùng cha cùng làm quan một triều. Năm 1748 ông được thăng kỷ lục Duân Bình Khang, rồi sau làm kỷ lục Quảng Nam. Khi làm quan, Đại Độ liêm khiết còn hơn cha, ai đưa cho cái gì thì nhất thiết đều từ chối. Ông được người đời khen là trong sạch, là bản thân ngọc khiết. Xuất thân là văn quan, nhưng Đại Độ cũng có tài cầm quân. Năm 1761, người mang thạch bích ở phía tây Quảng Ngãi nổi dậy chống lại triều đình. Chúa Nguyễn lệnh cho ông từ Bình Khang về cầm quân dẹp tan cuộc nội loạn. Sau đó, ông được bổ làm kỷ lục Duân Trấn Biên, vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai, mới được Chúa Nguyễn mở mang. Thời đó, mỗi dân tương đương vài tỉnh hiện nay, được bổ nhiệm các chức trấn thủ, cái bà và kỷ lục. Kỷ lục là chức quan cai quản việc hành chính hình án. Khi đó hai người cai đội hầu cần chúa đến trấn biên tìm bắt con hạc. Hai người này cầy thế hồng hách, làm nhiều điều trái phép, ức hiếp nhân dân. Đại Độ biết chuyện liền cho quân bắt lại, cho hành hình và treo ở cửa chợ. Sau đó ông tự mặc áo đơn, đeo gông ngắn, đi bộ về kinh xin nhận tội.
Khi đi về kinh, Đại Độ có một đứa cháu. Người cháu đó xin thuê người vòng cáng cho đỡ mỏi chân. Đại Độ nói, lại có hàng tội nhân mong được nhàn hạ ư? Rồi nhất quyết đi bộ. Suốt hơn một tháng, ông mới đến kinh đô Phú Xuân và trình bày tình trạng với Bồ Hình xin được vào ngục để đợi tội. Bồ Hình đem việc tâu lên, chúa nguyện cho gọi Đại Độ vào chầu, vẫn chỉ mang áo ngắn. Chúa nguyện Phúc Hoạt thấy vậy thương cảm, sai cấp cho mũ áo triều phục. Đại Độ trình bày sự việc, xin chịu tội. Chúa nguyện ủy lạo, dù rằng khấn có tội gì mà tự lao khổ như thế. Trước kia ta sai đi chọn một vài con hạt để tiêu khiển lúc rỗi, không ngờ lũ tiểu nhân ra đi cày thế hiệp người, khấn việc đi là phải, có tội gì đâu, vậy bỏ qua việc ấy đi. Chúa lập tức thăng Đại Độ làm tuần phủ gia đình Tuần Hành, năm phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận, được quyền bãi hay thăng chức các đại quan. Theo Đại Nam Liệt Truyền viết rằng, sự trạng cha con Đặng Đại Độ được Chúa biết đến muộn, cho nên sách Đại Nam Thực Lục không kịp chập đến. Còn theo tài liệu ở quê hương ông, Đặng Đại Độ sinh năm 1728, mất năm 1765, khi mới 37 tuổi. Thương tiếc ông chết trẻ, Chúa nguyện phong cho ông là Trung Càng và phong tước Thạch Đức Hầu. Ngày nay, ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đều có đường mang tên ông. Đến đây, Trương Đề cũng xin được dừng video lại tại đây. Nếu quý vị cảm thấy video có ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh Tìm Về Dấu Xưa của Trương Đề để đón xem các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.